Xin chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em chiếc bật lửa Zorbon 628 màu đen. Chiếc bật lửa này có một khoang chứa xăng rất là lớn nhé. Đây là lỗ châm xăng này. Đánh lửa rất là nhạy. Đây, châm xăng vào lỗ này anh em nhé, vặn ra. Đây là loại bông này. Chiếc bật lửa này có tặng kèm bình xăng, lọ xăng nhỏ và một vỉ đá, một chiếc túi vải đực nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ vặn lại. Có móc treo chìa khóa này. Ngọn lửa rất là đẹp. Khoang chứa xăng thì rất là lớn luôn anh em ạ. Đây là thay đá tại cái này nhá. Đây, thay đá tại đây này. Giá là 250 ngàn. Đánh lửa cực kỳ nhạy luôn. Giá 250 ngàn anh em nhá. Có tặng túi vải này. Túi vải. Vỉ đá và dây bấc đầy đủ. Anh em đặt mua thì inbox cho mình nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.